Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những di sản vĩ đại ông để lại cho đất nước sau khi qua đời. Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Nguyễn Phú Trọng, một trong những nhà lãnh đạo lỗi lạc của Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn và để lại dấu ấn sâu đậm trong suốt thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và sự kiên định, ông đã dẫn dắt đất nước vượt qua nhiều thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế và xã hội. Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam không chỉ củng cố vị thế trên trường quốc tế mà còn phát triển bền vững, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Những đóng góp vĩ đại của Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh trong lịch sử dân tộc. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Nguyễn Phú Trọng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện sự quyết tâm cao độ trong cuộc chiến chống tham nhũng trong suốt nhiệm kỳ của mình, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam với nhiều biện pháp mạnh mẽ và kết quả đáng kể. Với phương châm lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng chiến dịch đốt lò nhằm thanh lọc bộ máy nhà nước và đảng. Chiến dịch này tập trung vào việc xử lý các vụ án tham nhũng lớn, không có vùng cấm, không kể chức vụ hay vị trí. Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng hình ảnh lò để biểu tượng hóa cuộc chiến chống tham nhũng. Ông nhấn mạnh rằng lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, ngụ ý rằng một khi công cuộc chống tham nhũng đã khởi động mạnh mẽ thì bất kỳ ai, dù là cán bộ cao cấp, cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt nếu phạm tội. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã được thành lập để điều phối và giám sát các hoạt động chống tham nhũng trên toàn quốc. Ông trực tiếp chỉ đạo ban này tạo sự thống nhất và quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng. Tiêu biểu những vụ án tham nhũng rúng động Việt Nam đã được Tổng Bí thư nghiêm trị. 1. Vụ Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Đinh La Thăng bị kết án do những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế và gây thất thoát tài sản nhà nước. 2. Vụ Dịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC, bị kết án với các tội danh tham nhũng và cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Vụ án Mobifone và AVG, liên quan đến việc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu, AVG, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước. Nhiều lãnh đạo cấp cao đã bị truy tố và xử lý hình sự trong vụ này. Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra đột xuất tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Các cuộc kiểm tra này không chỉ phát hiện các sai phạm mà còn đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa tham nhũng. Chiến dịch đốt lò cũng bao gồm việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng. Các phương tiện truyền thông đã tích cực đưa tin về các vụ án tham nhũng lớn, tạo sức ép dư luận và nâng cao ý thức cộng đồng về sự cần thiết của việc chống tham nhũng. Việt Nam đã tích cực hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong cuộc chiến chống tham nhũng. Các hiệp định hợp tác đã được ký kết và nhiều vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài đã được điều tra và xử lý hiệu quả nhờ sự hợp tác này. Chiến dịch đốt lò đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, giúp giảm thiểu tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước, lấy lại niềm tin của người dân vào Đảng và Chính phủ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ, góp phần làm trong sạch bộ máy chính quyền. Điển hình nhất là vụ án Đinh La Thăng, một trong những vụ án tham nhũng lớn và nổi bật nhất tại Việt Nam, đánh dấu sự quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng. Đinh La Thăng từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Ông là một trong những cán bộ cấp cao nhất bị truy tố và xét xử trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Đinh La Thăng bị cáo buộc chỉ đạo PVN đầu tư và quản lý yếu kém trong dự án nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Ông đã quyết định ký kết và chỉ đạo thực hiện các hợp đồng không đúng quy định, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước. Ông Thăng đã phê duyệt và chỉ đạo các khoản đầu tư không hiệu quả, gây thất thoát tài sản nhà nước.
bị cáo buộc vi phạm quy định khi quyết định đầu tư 800 tỷ đồng của PVN vào ngân hàng đại dương Ocean Bank. Khoản đầu tư này sau đó đã bị mất trắng, gây thiệt hại lớn cho PVN. Đinh La Thăng bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2017. Quá trình điều tra phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế và đầu tư công. Phiên tòa xét xử Đinh La Thăng diễn ra vào đầu năm 2018. Tại phiên tòa, ông Thăng đã bị cáo buộc và xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và các sai phạm khác liên quan đến dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và đầu tư vào Ocean Bank. Vụ án Đinh La Thăng cho thấy quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, không có vùng cấm, không kể cấp bậc hay chức vụ. Điều này góp phần làm trong sạch bộ máy chính quyền và lấy lại niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Vụ án cũng là một lời cảnh tỉnh đối với các cán bộ, công chức về việc tuân thủ pháp luật và trách nhiệm trong quản lý tài sản nhà nước. Nhiều biện pháp cải cách đã được triển khai nhằm ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng trong tương lai. Thứ hai là vụ án của Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn. Đây là một trong những vụ án tham nhũng lớn và phức tạp nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Trịnh Xuân Thanh từng giữ các vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc hội khóa 14. Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Ông đã lợi dụng vị trí của mình để chỉ đạo các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản của PVC. Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc có các hành vi quản lý kinh tế sai trái trong quá trình triển khai dự án, dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà nước. Ông chỉ đạo PVC ký hợp đồng và ứng trước tiền cho các gói thầu không đúng quy định, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài vào tháng 8 năm 2016 sau khi các sai phạm của ông bị phát hiện. Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông. Tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam và đầu thú. Có nhiều thông tin về quá trình dẫn độ và sự trở về của ông, nhưng chính phủ Việt Nam khẳng định ông tự nguyện về nước đầu thú. Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Tại phiên tòa, ông bị cáo buộc và xét xử về các tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả xét xử: tội tham ô tài sản, Trịnh Xuân Thanh bị kết án chung thân. Tội cố ý làm trái, ông bị kết án 14 năm tù. Tổng hợp hình phạt, tổng cộng, Trịnh Xuân Thanh phải chịu án chung thân. Vụ án Trịnh Xuân Thanh là một minh chứng cho sự kiên quyết của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng. Việc xử lý nghiêm các sai phạm của ông Thanh đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không có vùng cấm trong cuộc chiến này. Vụ án đã gây ra những xáo trộn lớn trong ngành dầu khí, đặc biệt là tại PVC. Nhiều cán bộ lãnh đạo của PVC cũng bị điều tra và xét xử liên quan đến vụ án này. Điều này đã tạo ra áp lực mạnh mẽ để cải cách và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế trong ngành dầu khí. Việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử công khai và nghiêm khắc đã góp phần khôi phục niềm tin của người dân vào Đảng và Chính phủ. Nó cũng khẳng định rằng bất kỳ ai, dù có chức vụ cao đến đâu, cũng sẽ bị xử lý nếu phạm tội tham nhũng. Vụ án Trịnh Xuân Thanh là một trong những bước đi quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Thứ ba, vụ án Mobifone và AVG. Đây là một trong những vụ án tham nhũng nổi bật nhất tại Việt Nam, liên quan đến việc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua lại 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu, AVG, với giá trị lớn hơn nhiều so với thực tế, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước. Mobifone là một trong những công ty viễn thông lớn nhất tại Việt Nam, thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. AVG là một công ty truyền hình trả tiền. Công ty này đã mua lại 95% cổ phần của AVG với tổng giá trị 8.889,8 tỷ đồng, trong khi thực tế giá trị của AVG thấp hơn nhiều. Việc thẩm định và định giá không chính xác đã gây thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước. Các lãnh đạo của Mobifone và Bộ Thông tin và Truyền thông đã vi phạm quy trình,
quy định trong việc thẩm định giá trị và phê duyệt dự án. Họ đã cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế, dẫn đến việc mua lại AVG với giá cao bất thường. Vụ án được điều tra kỹ lưỡng với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng. Các sai phạm của lãnh đạo Mobifone và Bộ Thông tin và Truyền thông đã được phát hiện và làm rõ. Phiên tòa xét xử vụ án Mobifone và AVG diễn ra vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Tại phiên tòa, nhiều lãnh đạo cấp cao của Mobifone và Bộ Thông tin và Truyền thông đã bị cáo buộc và xét xử về các tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị kết án 14 năm tù giam vì tội nhận hối lộ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc Mobifone, bị kết án 10 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế và nhận hối lộ. Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone, bị kết án 23 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế và nhận hối lộ. Vụ án Mobifone và AVG là một trong những vụ án lớn nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Việc xử lý nghiêm các sai phạm của các lãnh đạo cấp cao cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc làm trong sạch bộ máy chính quyền và lấy lại niềm tin của nhân dân. Vụ án đã tạo ra áp lực mạnh mẽ để cải cách quy trình thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án đầu tư công. Nhiều biện pháp đã được triển khai nhằm ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng trong tương lai. Việc xử lý công khai và nghiêm khắc vụ án này đã góp phần khôi phục niềm tin của người dân vào Đảng và Chính phủ. Nó khẳng định rằng bất kỳ ai, dù có chức vụ cao đến đâu, cũng sẽ bị xử lý nếu phạm tội tham nhũng. Vụ án Mobifone và AVG là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm và cam kết của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống chính trị minh bạch và liêm chính. Không dừng lại ở ba đại án trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triển khai một chiến dịch kiểm tra và giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tham nhũng trong bộ máy nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, được thành lập với sự trực tiếp chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban này có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo sự thống nhất và quyết liệt trong hành động. Các cuộc kiểm tra đột xuất và định kỳ tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước được thực hiện thường xuyên. Những cuộc kiểm tra này nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu tham nhũng, lạm dụng quyền lực và quản lý tài sản công không đúng quy định. Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phòng chống tham nhũng. Các văn bản pháp luật, quy định mới được ban hành nhằm bịt kín các kẽ hở pháp lý và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ. Đảng và các cơ quan thanh tra, kiểm tra của nhà nước đã tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Các ủy ban kiểm tra của Đảng ở các cấp đã hoạt động tích cực, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Việc công khai, minh bạch thông tin liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh. Các kết quả kiểm tra, xử lý sai phạm được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, tạo áp lực xã hội và nâng cao ý thức cộng đồng về phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được điều tra, truy tố và xét xử công khai, như vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và Mobifone, AVG. Những vụ án này không chỉ làm trong sạch bộ máy nhà nước mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả những người ở vị trí cao cấp, đã bị phát hiện và xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật và quy định của Đảng. Các hình thức kỷ luật bao gồm cách chức, khai trừ khỏi Đảng và truy tố hình sự. Công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn lãng phí và thất thoát tài sản công. Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chiến dịch kiểm tra, giám sát đã nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ. Nhiều cán bộ,
đảng viên đã tự giác báo cáo và sửa chữa sai phạm, đóng góp vào sự trong sạch và vững mạnh của đảng. Việc xử lý nghiêm các sai phạm và tăng cường giám sát đã khôi phục niềm tin của người dân vào đảng và chính phủ. Người dân ngày càng tin tưởng rằng đảng và nhà nước quyết tâm xây dựng một hệ thống chính trị minh bạch và liêm chính. Thưa quý vị, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một mất mát lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là một mất mát đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Ông đã để lại một di sản quý báu về sự kiên định trong chính sách, sự tận tụy với công việc và lòng yêu nước nồng nàn. Những thành tựu và nỗ lực của ông sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh trong lịch sử dân tộc. Trong thời điểm này, Đảng và nhân dân Việt Nam cần đoàn kết hơn bao giờ hết, tiếp tục noi gương và tiếp tục con đường mà Nguyễn Phú Trọng đã dày công xây dựng. Chúng ta hãy cùng nhau tưởng nhớ và tri ân những đóng góp vĩ đại của ông, đồng thời nỗ lực hết mình để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phồn vinh. Trong ánh sáng của những thành công mà ông đã mang lại, chúng ta nhìn thấy một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn. Những chính sách cải cách, những biện pháp chống tham nhũng mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược của ông đã và sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của đất nước. Chúng ta hãy cùng nhau nắm chặt tay, đoàn kết và quyết tâm tiếp tục con đường mà Nguyễn Phú Trọng đã khai mở. Với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta nguyện dốc hết sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến những ước mơ và hoài bão của ông thành hiện thực. Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, nhưng tinh thần và sự nghiệp của ông sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam, là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau.